tòa nhà Mizuhara, tòa nhà như trong phim Harry Potter. Bạn có biết có một tòa nhà ở Đài Trung mà khi bạn bước vào bạn sẽ cảm giác như mình đang lạc vào câu chuyện phép thuật nổi tiếng của Harry Potter không? Địa điểm mà chúng mình nói tới ở đây chính là tòa nhà Mizuhara ở Đài Trung. Tòa nhà này không chỉ nổi tiếng vì giống trong truyện tranh Harry Potter, mà khi tới đây bạn còn được thưởng thức những thanh sô-cô-la siêu ngọt ngào hay những cốc kem tươi ngon đình đám của nơi đây. Để tìm hiểu kỹ hơn, thì hãy cùng xin chào tôi ở Đài Loan khám phá ngay trong video này nhé!